chào các bạn, chào mừng các bạn lại đến với kênh Coffee Fun. Ngày hôm nay thì Vũ sẽ chia sẻ cho các bạn một cái kiến thức mà Vũ tin chắc là có nhiều người sẽ bị nhầm lẫn và hiểu chưa có rõ. Vũ cũng khách của Vũ cũng có 50 người đã hỏi Vũ là anh Vũ ơi, mình có cho cháu uống sữa được hay không? Em ra thú y thì người ta nói tuyệt đối không cho cháu uống sữa vì các bé sẽ tiêu chảy và bị đường ruột và nhiều ca nặng sẽ gây chết chó. Thì Vũ khẳng định những cái góp ý của bác sĩ là đúng, nhưng đó chỉ là một phần và đó là họ khuyên chung chung để cho những người chưa có kinh nghiệm và kiến thức cho cháu uống sữa thì người ta sẽ làm theo để đảm bảo cho cháu các bạn khỏe mạnh. Còn nếu các bạn muốn cho chó mình uống sữa, đặc biệt là cho con như cỡ này, thì nó rất là cần cái nguồn sữa. Vì sao? Sữa là một cái nguồn dinh dưỡng cung cấp canxi tự nhiên cho các bé, giúp cho các bé khỏe mạnh, xương khớp cứng chắc và tai sẽ dựng nhanh. Cái đó là điều thực tế mà cũng nuôi suốt nhiều năm kinh nghiệm cũng rút ra được cái điều đó. Thì làm sao để cho những con chó của các bạn uống sữa đúng cách? Thì đầu tiên là về sữa, thì thường thường á, bên Vũ sẽ cho uống sữa là Vinamilk, Cameramen dinh vào cái sữa này giùm Vũ nha. Đây là sữa Vinamilk và các bạn lưu ý là không đường. Không đường thì cái sữa này nó lợi thế là nó nhanh, nó tiện lợi, các bạn không phải cần phải mua sữa bột của chó về pha cho cháu thì nó sẽ mất thời gian của các bạn. Nhưng khi cho uống cái này mình phải lưu ý, thứ nhất phải cho ăn trước khi cho uống, đó là nguyên tắc bắt buộc. Thì thường thường bên Vũ sẽ cho ăn hạt, thì các con mình sẽ cho ăn hạt Gatorade. Cái loại này vừa tiết kiệm, nó không quá rẻ cũng không quá mắc, các bạn có thể cho ăn thường xuyên được. Thì sau khi cho ăn xong mình sẽ cho chó uống sữa, và khi cho chó uống sữa mình nên pha một chút men tiêu hóa. Đây, men tiêu hóa. Cái gói này á, mình mua có 5.000 một gói thôi. Thì mỗi lần cho mình sẽ cho pha vào sữa một ít và mình sẽ cho uống liên tục trong từ 4 đến 5 ngày, cho tới khi chó của bạn đi phân nó ra phân đẹp, phân vuông, nó không bị chảy. Thì lúc đó các bạn có thể ngưng pha men này để sẽ cho uống trực tiếp sữa này luôn. Nhưng các bạn nhớ một điều, phải cho ăn trước khi uống. Ví dụ mình nói đơn giản như con người của mình thôi. Cái đây cũng là một kiến thức mà ông anh thân thiết của mình là anh Nghĩa của trạm Tuân Nghĩa chia sẻ với mình, là nếu mà các bạn đi uống cà phê buổi sáng á, mà các bạn không ăn sáng thì chắc chắn các bạn sẽ bị cái bụng của bạn sẽ bị khó chịu và các bạn cũng sẽ bị tiêu chảy thôi. Cái đó là một cái kiến thức và một cái ví dụ rất là thực tế để cho các bạn có thể so sánh và các bạn có thể dễ tiếp thu hơn. Nhớ nha, trước khi cho uống sữa phải cho ăn, và nếu mà các bé chưa bao giờ uống sữa này các bạn phải bổ sung men tiêu hóa bio. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại các bạn vào những chia sẻ kiến thức sau đến từ Coffee Farm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.